Thưa quý vị, vào chiều nay, ngay sau khi kết thúc hội nghị Trung ương 6 tại trụ sở tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19, triển khai giám sát các chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và năm 2023. Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 phức tạp, Thái Nguyên vẫn vững vàng trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả, tự hào là an toàn khu trong đại dịch. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các chỉ số phát triển kinh tế xã hội cơ bản tăng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,93% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu đạt 25,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,4%. Đến nay, tổng số dự án FDI là 172 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10,3 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 78,3% kế hoạch, đứng thứ 7 trên 63 địa phương trên cả nước. Kết quả xếp hạng chuyển đổi số của Thái Nguyên năm 2021 đứng thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2020. Chỉ số cải cách hành chính xếp vị trí thứ 6 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2020. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 còn 2,16%. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đã báo cáo tiến độ và kiến nghị các đề xuất để thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra. Việc xây dựng Định Hóa trở thành huyện nông thôn mới sớm hơn mục tiêu 2 năm vừa là thực hiện chủ trương chung, vừa có ý nghĩa riêng, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với địa phương là an toàn khu, căn cứ địa cách mạng của đất nước. Đây cũng là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội khi về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại huyện Định Hóa cách đây gần một năm vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thái Nguyên tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung các nghị quyết, kế hoạch chương trình công tác để hoàn thành cao nhất mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đặt ra. Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Nguyên khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng và lợi thế sẵn có. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Thái Nguyên phát huy tối đa lợi thế về cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế trên địa bàn để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc và làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí. Nhấn mạnh Thái Nguyên cần phát huy hơn nữa truyền thống của vùng đất cách mạng, tiến có thể đánh, lùi có thể giữ để nuôi dưỡng khát vọng phát triển. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng địa phương thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khánh thành đường Vạn Xuân, thành phố Phổ Yên.